Con anh mà sao này, muốn em là con của tiên.
em sao đâu, anh cứ những năm mới bao đầu gặp mặt lần đầu em giá lâu khó tiếp tục cơ bay gà tàu chân chính tình thương là tình bình thường yêu nhau say đắm tình lớn phương mẹ đừng hiểu lầm anh là bad boy đơn giản anh yêu là anh chỉ thôi anh đứng thấm gì không ai nhức đâu khoan khoan nghe tiếp anh chưa dứt câu nào hoa lãng tử anh có đủ nga cưa đủ em về cho làm chủ cả giai điệu la tinh nghe là dính luôn đã cưa em rồi không có tin buồn nói với em như là biết đáp đi em xin còn hơn và cũng messi facebook em trăm ngàn follow anh cưa những năm mới bao đầu gặp mặt lần đầu em giá lâu khó tiktok cơ bay gà tàu say đắm tình lớn phương mẹ đừng nhiều lắm anh là bé tôi đơn giản anh yêu là anh chúng tôi của chú rể là Bình.
được sự ủy nhiệm của họ tộc nhà trai, tôi và họ tộc nhà trai đến đây xin nói lời lễ cưới và lễ rước dâu. Kính thưa bà con cô bác, thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày lành tháng tốt, giữa hai gia đình hai bên đã có cái sự thống nhất ngày hôm nay để cho hai cháu nó thành vợ thành chồng. Lời đầu tiên cho tôi xin chân thành cảm ơn họ tộc nhà gái đã chuẩn bị chu đáo tiếp đãi nồng hậu đối với họ tộc nhà trai chúng tôi. Về qua khoảng một thời gian đủ dài để cho hai cháu Tiết Hồng và Văn Bình tìm hiểu nhau, và hiện nay đã có xin phép ý kiến hai gia đình tự nguyện thành vợ thành chồng. Chính vì lý do đó mà gia đình hai bên đã có sự đồng thuận tác hợp cho hai cháu thành vợ thành chồng. Hôm nay đại diện họ nhà trai tới đây, chúng tôi cũng có một số lễ vật theo phong tục tập quán như sau. Thứ nhất là 6 quả, trong đó 1 quả trầu và còn 5 quả còn lại là bánh và trái cây, trà. Cái thứ hai, chữ trang đó. Thứ hai là nữ trang gồm có 1 cặp bông tai, 1 chiếc kiềng, 2 chiếc vòng đeo tay và 1 cặp nhẫn. Đó là cái phần nữ trang. Thứ ba là tiền chiếc tay. Tiền chiếc tay là 5 triệu. Mà cũng mời ra cái mở ra cho xem là trong đây có cái gì nghe. Thì thấy 5 triệu giấy không thì không phải. Đây, dạ. Trước khi dừng lời, thay mặt chúc sức khỏe toàn thể họ tộc nhà gái cùng toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe. Chúc cho hai gia đình thông gia được bền chặt. Chúc cho hai cháu Hồng và Bình được hạnh phúc trong đời. Dạ, xin hết. Miền con gái miền Tây, áo bà ba người ta dáng điềm này. Mất vào năm người ta có chuyện tay, tù nhiều kiếp mới có tới đây giờ miền Tây. Đêm quan thấy tù mình trao bồi, trao nhau có thấm rượu nồng giao bồi. Sắp tới lúc thăng hoa bỗng nhiên em. Hy vọng thôi bảo vệ con gái của mẹ. Dù cho có khăn gì con cũng phải đi với con của mẹ hết cuối đường. Một là em cưới anh, còn không ăn sẽ canh. Nhà nhà trai gương dâu anh sẽ công nhận. Làm em sai tứa đưa, làm em ngu tới trưa. Để đàn trai hoài gương dâu thương. Dù cả làng ấy cũng biết em là còn có 6 chú 8 bên nhà. Xin trong gia đình, nhà cửa nhung nhắm có là phần nghèo như ánh sáng em mong. Mà đều bông theo chứ bao trong lòng. Tháng nhớ năm giờ, từng ta hoa trong nhà thờ.
buồn một mình đêm la đêm qua. Tự nhiên có người vô đứng trước cửa nhà. À thì ra con bà ba sắp tới lấy chồng. Thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong. Vì anh thương em từ thói lên mười. Ngày mùa hôm nào thèn thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì mơ mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em gọi em để dành nào. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em gọi em để dành nào. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Từng nhịp nhảy múa hát ca, treo lên sân khấu anh nhảy cha cha cha. Bà con xâm diện qua xa lan hôm nay, úi giời hai ba chục lon anh chơi tất tay. Vì anh thương em từ thó lên mười. Ngày mùa hôm nào thèn thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì mơ mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em gọi em để dành nào. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em gọi em để dành nào. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Nàng vẫn còn là thiếu nữ thường ngủ. Bây giờ thì giờ lành đã đến, xin phép bà con nhà gái cho xin phép được bước chân. Đây là để mẹ tặng cho hai đứa. Tới mai, cuộc đời này còn nhiều thứ mà em chưa nếm, sao em đã cưới ai nhớ không cái hồi hôm bữa còn kêu ca. Chán bao tháng chồng tao chỉ biết điên qua, vậy mà hôm nay em đã xa vào lưỡi u mê mất rồi bởi tao đại thiếu gia. Thôi thêm anh nơi đây đành sống tên, xuôi qua bao không gian tìm bóng em. Anh luôn luôn yêu em từ mọi vũ trụ thực tại, anh đã đó là chồng em. Ta bên nhau trăm năm bạc mái đầu, sau kiếp an niên phải dài lâu. Dừng lại nơi đây em bên ai khác anh chẳng xa. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em gọi em để dành nào. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Em sinh ra là để cho cha yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em gọi em để dành nào. Ngờ gì một đêm mơ tương tư đến cả đời. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Còn ông từ làng bên đã kết hôn kìa, em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện cầu cao, một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Em xinh tươi hồn như lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng lại cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi.
dinh. Em xinh tươi hồng như lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề, thật thà chất phát nằm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá giới anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát nghiêng bình, quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng và về dinh. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá giới anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Tìm hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Xong cái lễ cưới và cái lễ rước dâu về nhà họ nhà trai, chúng tôi đã thực hiện xong cái chương trình lễ từ đường và hai cháu đã có xá lại ông bà xong rồi. Thì sau đây họ nhà trai tôi trân trọng kính mời họ tập nhà gái tiến lời phía bên đây khoảng chừng 50 mét là đến cái tiệc tân hôn của hai cháu, và đó là cái dự tiệc của ngày vui của hai cháu. Và trân trọng kính mời. Dạ. Năm thật phước đó em sẽ duyên kết xuất ta đáng cưới vui. Giờ thì hai bên cùng nhất trí rồi, còn chẳng chờ làm gì em ơi. Chuẩn bị gì ngày mai anh ơi, tiếng cười nói không ngừng, mong mong quá đầy đàn. Anh và em trong ngày cùng hạ đầu tắm bay. Từ ngày gặp em con tim ngân nga thêm ngân vang, tình yêu tình thương gửi trao đến em càng thêm vô vàng. Đôi mắt em như ngọc ngà, làm lòng anh say mê như là anh bình minh sáng soi chiếm nơi lẻ loi đắm say. Anh nhìn không chọn tuần em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười. Và được yêu, đó chính là niềm hạnh phúc nhất của đời người. Và đó cũng là đề tài của tất cả các nhà thơ và nhà văn. Nhưng nhà thơ Xuân Diệu cũng có câu: đố ai định nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt và mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Và từ cái nắng nhạt ấy và cái gió hiu hiu ấy mà chàng trai đụng đỉnh tài hoa Văn Bình đã phải lòng yêu và yêu say đắm cô gái Diễm Kiều Tiết Hồng. Và nhân ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm Giáp Thìn, cũng năm 2024, cũng tức là ngày 24 tháng 1 năm Giáp Thìn, họ chính thức là vợ là chồng của nhau. Vâng, không để tất cả quý vị phải chờ lâu hơn nữa, xin mời toàn thể tất cả quý vị chúng ta hãy hướng mắt về cổng chính, hãy đón nhìn đôi uyên ương đẹp nhất trong ngày hôm nay. Chú rể Văn Bình và cô dâu Tuyết Hồng tay trong tay bước lên đài hạnh phúc. Cô dâu Tuyết Hồng xin hân hoan kính chào quý khách. Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, hiện tại đây trên sân khấu này, đôi uyên ương của chúng ta có hai trái tim cùng nhịp đập và tìm được bến bờ hạnh phúc của nhau. Và niềm hạnh phúc ấy không chỉ dừng lại nơi đây, và còn một niềm hạnh phúc vô bờ bến nữa. Như người ta có câu: nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,
mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và niềm hạnh phúc ấy nở trên đôi môi của bậc đấng sinh thành, được nhìn con của mình đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Và bên cạnh đó thì cũng nhờ đó mà cũng tất cả quý vị đã có sự sum họp trong ngày hôm nay. Vâng, xin mời chị chủ hôn phía bên hai họ gia đình. Về phía bên họ nhà trai, xin mời ông Tạ Văn Trọng và bà Nguyễn Thủy Thủy. Vâng, không kém phần quan trọng, xin mời chủ hôn phía bên họ nhà gái, xin mời bà Quỳnh Thị Tiết Hằng là mẹ của cô dâu, và cậu Quỳnh Chí Tâm là chủ hôn phía bên họ nhà gái. Xin kính động kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi xin hân hoan kính chào quý khách. Vâng, và tiếp nối phần chương trình, xin mời ông Tạ Văn Trọng thay mặt cho hai họ gia đình sẽ có đôi lời phát biểu đến toàn thể tất cả quý vị quan khách. Kính thưa hai họ, tôi là xin thay mặt đại diện gia đình là chủ hôn của gia đình, là xin kính chúc họ nhà trai và họ nhà gái với sự đồng thuận giữa hai gia đình. Nên hôm nay gia đình chúng tôi có tổ chức cái buổi lễ hôm nay, chúc quý khách hai bên nội ngoại khách sang sớm liền giềng lần xa có đến đây ngon miệng, và xin cũng được xin giới thiệu, đây là bà xã tôi. Không, xin giới thiệu đây là thằng Bình, thằng trai. Xin được giới thiệu là dâu bữa nay thôi. Xin được giới thiệu đây là chị xui mới. Giờ xin được giới thiệu đây là cậu. Xin được giới thiệu đây là cậu. Không biết nói gì hơn thì đến đây cái sự hiện diện có mặt của hai gia đình bà con đến gì gần xa là niềm vui hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Và xin chúc quý khách được ngon miệng và tràn đầy vui vẻ hạnh phúc. Xin cảm ơn hết. Vâng, xin cảm ơn lời chúc tốt đẹp cũng như lời phát biểu chân thành của ông Tạ Văn Trọng đã thay mặt cho hai họ gia đình vừa rồi. Vâng, để tiếp nối phần chương trình nghi thức lễ, chúng ta hãy nhìn lên sân khấu, hãy đón nhìn chú rể Văn Bình và cô dâu Tuyết Hồng tiến đến hấp rượu sâm banh để cùng nâng lên đi rượu hiếu thảo cho hai họ gia đình. Em là con gái Việt Nam, dáng cao mà trường ép, sắc phù trắng là không có ảo, bởi vì em sắc nét tóc đen da vàng, vẻ đẹp giàu á. Cuộc đời này mà cứ được em là anh giàu ra, người gì đâu sao mà xinh, chắc là gen của mẹ lại phát triển ngoan hiền, chính xác cho nhờ ba. Dáng đi thức tha, ăn nói thì nhỏ nhẹ, và đi tới chính là em đây, chứ tìm chi đâu xa. Từ nay về sau ba đi cùng nhau em à, dẫu có gian nan ngắm nhìn em vượt qua luôn à. Đôi mắt em như ngọc ngà, làm lòng anh say mê như là anh biết mình sáng soi chiếm nơi lẻ loi đắm say. Anh nhìn không còn tâm em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười. Đôi bàn tay nhỏ xinh như we'll be right back.
bao con trăng hôm nay xe hoa đưa em về, theo anh đi mai đây đô la anh sẽ mua xe hơi cho em thề. Xây nhà xanh nhất sớm, căn villa để về, không quan tâm khen chê.
anh thôi bớt u sầu, dẫu phải đợi lâu anh vẫn chờ em. Người ơi có thấu em có người yêu chưa, em chớ đừng dây dưa, hãy nói thật nghe chưa, anh không muốn phải bị lừa. Người đùa vui cùng ai anh thấy nhói tim, đừng làm anh phải tương tư cả đêm. Tội nghiệp anh biết không, ngày nào anh cũng mong một ngày mưa bão xong em sẽ lấy anh làm chồng. Thật lòng anh chỉ yêu riêng có mỗi em, dành tặng em bài ca anh viết lên. Em có người yêu chưa? Con đò dẹp theo bên bờ sông, gửi con